cho tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cắm câu các bạn. Thì mình chuẩn bị cần câu nè, buộc lại gọn gàng. Hôm nay mình sẽ câu bằng mồi trùng nha các bạn. Trùng mình mới đào lúc nãy. Đây các bạn, mồi trùng. Xem coi mình cắm bằng mồi trùng nó có nhạy hơn mồi dế không các bạn ha. Mình sẽ cắm vòng vòng nhà thôi các bạn. Khu vực nhà mình cũng không có chỗ nào để mà cắm câu nhiều đâu, nên mình chỉ cắm vòng vòng nhà thôi. Khi các bạn xem video, nếu mà các bạn thấy hay, kênh mình làm nội dung hay thì mong các bạn ủng hộ mình một nút đăng ký với một like. Hai nút đó đều là miễn phí các bạn, nhưng mà nó sẽ tạo động lực cho mình để thực hiện nhiều video khác hay hơn, hấp dẫn hơn để cho các bạn cùng xem. Xin cảm ơn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm câu các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video cắm câu cá của mình nha. Hello các bạn. Hôm nay ngoài cắm câu ra mình còn sẽ để thêm một món nữa là lú thái các bạn. Mình sẽ để bên trước nhà này nè. Đó là cái đường nước ra vô các bạn. Để mình để xem thử coi có cá ăn cá gì vô không các bạn. Rồi mình qua thăm cái cần bên đây các bạn. Cái đèn sắp hết pin tối quá. Cần rồi. Con cá các bạn ơi. Con cá nè. Đó, con cá nè. Con nhỏ, mình cổ tay. Giờ mình vớt con cá lên các bạn. À. Vớt được các bạn ơi. Cá đây. Nhỏ à. Không lớn. Có nhái câu hiệu quả quá. Mình đem vô các bạn. Cái chỗ này có dính gì không đi. Ba cần. Rồi luôn. Và cần để ươm ra. Mình để cái lú cho đó các bạn. Đặt cái lú, hy vọng vào cái lú này sáng mai sẽ có thành quả cho các bạn xem nè. Chứ không là không có clip này lên quá. Cá lồng tông nhiều lắm các bạn. Toàn cá lồng tông không. Cái này không biết dùng cách nào để bắt mấy con cá lồng tông này ta. Chài kéo hả. Ù quá xá luôn nè. Đó. Rồi con nào con lấy to to không. Lồng tông nhiều lắm. Thôi mình về các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai nha. Bây giờ mình chắc cũng mình không đi thăm nữa đâu. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Hello các bạn. Bây giờ sáng rồi các bạn. Mình đi thăm buổi sáng các bạn. Ồ, đi dính con các bạn. Cần này dính con chừng. Đó. cái lóc luôn.
mình xuống cỡ để nó dục. Cá to dữ. Đây các bạn. Ồ, cá siêu to luôn. Cá to lắm các bạn. Này đi thăm nguyên đêm không có, thăm giấc sáng mới có. Đã thiệt. À, cắm mồi trùng các bạn. Ui. Sướng sướng sướng. Mình đem vô gỡ các bạn. Trời. Giờ cá gô. Hay gì nó xảy không được. Gặp cá lóc, cá chê, cá lớn là xảy rồi. Mình tắt gỡ cái. Giả lúa, giả lúa các bạn ơi. Lúa Thái nè. Mình để theo hôm nè. Do tình hình không khả quan các bạn. Để mình giả lên coi có gì không ha. Lú Thái vô hàng độc không các bạn ơi. Đây nè. Cá lau kiến. Có một con một. Cá lau kiến. Để mình cuốn theo tiếp bên kia coi. Coi có gì không. Lương nè, cá lóc kiến. Cá lóc kiến đừng con. Hello, đây con cá lóc kiến rồi. Hai con cá lóc kiến. Mình đi dính thêm hai con cá lau kiến nữa nè. Dính con bạn thấy gì không? Đây nè. Dính con rùa nữa các bạn. Để mình bắt ra cho các bạn xem nha. Đầu kia dính con cá lau kiến cũng cỡ bao lớn, đầu mình đi dính thêm hai con nữa. Đây là con nhỏ nè. Còn con bự hơn nữa các bạn. Đây con thứ hai của đầu mình đi. Lớn lắm các bạn. To lắm. To miệng nữa nè. Cá này rất là nhám luôn các bạn, dãy nó rất là cứng luôn. Củ gô nữa các bạn. Siêu lớn luôn. Thêm củ gô nữa. Ở trên lưng nó có mấy con ký sinh trùng nó bò lẩn nhởn nữa các bạn. Nó bò nè. Ngoài ra dính thêm một ít tép với cá lồng tông nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đem vô mình đổ đi. Và bây giờ clip của mình cũng hơi bị dài rồi các bạn. Cũng hơi dài rồi. Nên mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Tại vì khi trong cái đường vô nhà mình á, mình bận ginh cái lúa này nên hơi bất tiện các bạn, không thể quay cho các bạn xem đoạn đường vô được. Bây giờ cũng xin chào
chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip mới nhất ha. Và thành quả nguyên đem được nhiêu đây các bạn, con cá lóc với con cá rô nhỏ thì nó bị chết rồi, nên đem vô mẹ mình làm khô các bạn. Đây có một con tép nhỏ nữa nè, cá lóc các bạn. Đây đã không, rô lúc nãy cá lóc kiến con to đây. À, tối nay thành quả cũng đã đỡ các bạn. Mình đem vô mình gọn đi, mình chuẩn bị đi công chuyện.